À, định nghĩa hay xác suất á, thì nó có định nghĩa theo quan điểm cổ điển hay gọi là mô hình đồng khả năng, rồi có thể là định nghĩa xác suất theo cái quan điểm thống kê, rồi định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học, hoặc là định nghĩa xác suất theo quan điểm tiên đề. Thì ở cái mỗi cái phần như vậy đó thì nó có cái điều kiện riêng của cái định nghĩa đó. Chẳng hạn như định nghĩa xác suất theo quan điểm cổ điển đó, tức là mô hình đồng khả năng đó, mô hình đồng khả năng thì cái không gian mẫu của nó là hữu hạn và các cái biến cố sơ cấp nó cùng khả năng xuất hiện. Đấy, thì cái trong cái mô hình này đó, thì cái xác suất của một biến cố A nó sẽ tính bằng số phần tử của A chia cho số phần tử của không gian mẫu. Đó, thì cái định nghĩa này đó là chúng ta đã làm quen ở chương trình phổ thông rồi. Ở chương trình lớp 11 đó, nó có định nghĩa xác suất theo kiểu này. Tuy nhiên thì cái mô hình này nó sẽ gặp với nhược điểm ở chỗ là nếu mà cái không gian mẫu của phép thử là vô hạn. Thấy không? Vô hạn thì mình không tính được. Hoặc là cái không gian mẫu của nó là mỗi cái điểm mẫu nó có khung không cùng khả năng. Không cùng khả năng xuất hiện. Thấy không? Đấy. Chẳng hạn như mình có một cái con xúc xắc nó không cân đối đồng chất. Và chẳng hạn như một cái mặt ở bên số 6 đó, mình cố tình làm cho cái chất liệu nó có khối lượng riêng lớn, tức là chẳng hạn như bên 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 mặt 6 chấm mình làm bằng đá, còn bên mặt 1 chấm mình làm bằng gỗ. Tại vì khi em gieo đó thì cái mặt 6 chấm nó sẽ úp xuống, vật nặng thì nó có xu hướng là nó đi xuống, rồi vật nhẹ có hướng lên, đúng không? Đấy. Thì như vậy thì rõ ràng cái mặt 6 chấm với cái mặt 1 chấm này đó nó không cùng khả năng xuất hiện, thì nó sẽ vi phạm được cái quy tắc là cùng khả năng xuất hiện này, đúng chưa? Đấy. Cho nên là cái định nghĩa xác suất theo cái quan điểm cổ điển hay là mô hình đồng khả năng này nó sẽ gặp cái nhược điểm như thế. Đó. Như vậy thì qua cái định nghĩa của cái mô hình đồng khả năng này đó thì chúng ta thấy là xác suất của một biến cố không thể nào vượt quá con số 1. Phải không? Bởi vì cái số phần tử của A này không thể nào vượt quá số phần tử của omega được, đúng không? Đấy. Tức là một cái phân số mà cái tử mẫu đều là số dương hết. Đó, mà cái tử số nó nhỏ hơn mẫu số thì cái phân số nó nhỏ hơn 1. Đúng chưa? Đấy, phân số nó nhỏ hơn 1. Cái này nó nhỏ hơn 1. Và thứ hai nữa là mình nói về cái xác suất thì nó là một cái số không âm. Không âm. Cái này lúc nào nó cũng nhỏ hơn 1 và tối đa là nó bằng 1 thôi. Và cái xác suất này nó là số dương. Và nó có thể bằng 0 được tại vì cái A này có thể là biến cố 0. Biến cố 0 thì số phần tử nó không có. À, đấy. Thì mình mới lưu ý như thế. Vậy thì ở đây ta định nghĩa xác suất của một biến cố là cái khả năng xuất hiện của biến cố đó. Khả năng xuất hiện của biến cố đó. Ủa, cái phần này tuần rồi mình học chưa ạ? À? Nên coi như mình học, nếu mà mình có học rồi thì coi như mình thầy ôn lại đi nha. Bây giờ cái ví dụ, tại vì thấy cái bản ghi ghi hình của thầy thì nó mới tới cái phần, thì xem lại cái bản ghi hình thì thấy nó có phần các cái phép toán giữ biến cố thôi. Vậy thì ở chỗ cái ví dụ này đó thì đảo lại cái ví dụ này thì em thấy là khi mà mình gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất đó thì số phần tử của không gian mẫu là 6 nè. À, biến cố A là con xúc xắc xuất hiện mặt chẵn ha, biến cố B là con xúc xắc xuất hiện mặt lớn A. Thì khi đó số phần tử của A là bằng 3, số phần tử của omega hay là của B là bằng 3. Còn số phần tử của omega là bằng mấy không? Bằng 6, phải không? Thì cái omega của mình hôm trước là cái phép thử của mình, omega của mình là thế này.
không? Để không gia mẫu hữu hạn nè, cái này là phần hữu hạn. À, thứ hai nữa là gì? Tại vì mình gieo con chúc sắt này là cân đối đồng chất, cân đối đồng chất, thấy không? Cái tính chân cân đối đồng chất này nó còn trong giáo trình khác nó còn gọi là vô tư, cái chữ vô tư, thấy không? Có những giáo trình khác nó là gieo con một chúc sắt vô tư. Vô tư tức là không có cái chỗ nào nặng hơn chỗ nào. Đấy. Thì cái cân đối đồng chất này nó sẽ dẫn đến một cái điều là các cái mặt nó cái mặt chứ không phải mắt, cái mặt có cùng khả năng xuất hiện. Đấy không? Có cùng khả năng xuất hiện. Thì em thấy là khi mà rất là dễ thấy chỗ cái mô hình này đó là thường cái bài toán nó cho là gieo một con xúc xắc hay gì đó vô tư hay là cân đối đồng chất, gieo đồng xu nằm cân đối đồng chất, lấy một cách ngẫu nhiên, như trong sản phẩm có một số sản phẩm thì mình lấy một cách ngẫu nhiên, thì đó là nó phục vụ cho cái mô hình cân đối đồng chất này. Thì ở đây thì em thấy là cái không gian mẫu nó hữu hạn nè, nó có 6 phần tử nè, và mỗi cái mặt nó có cùng khả năng xuất hiện, thấy không? Tức là mỗi biến cố sơ cấp nó có cùng khả năng xuất hiện. Thì số phần tử của không gian mẫu là 6. Như vậy thì cái xác suất của biến cố A tính theo mô hình này đó là bằng 3/6, và xác suất của biến cố B cũng là 3/6. Một cái ví dụ thứ hai thì một lớp có 10 bạn nữ và 20 bạn nam, tức là tổng cộng có 30 bạn, đúng chưa? Bây giờ cái lớp này nó chọn cùng lúc là ba bạn vào ba cái bộ lớp, và chúng ta lưu ý là khi mà mình học về đại số tổ hợp đó, thì mình có cái phân biệt được cái tổ hợp chỉnh hợp rồi, đúng chưa? Tổ hợp chỉnh hợp. Bây giờ mình chọn ngẫu nhiên ba bạn từ một cái lớp mà có 30 bạn, tức là mình chọn ngẫu nhiên thôi, mình chưa sắp xếp thứ tự, đúng không? Thì số cách chọn đó chính là số tổ hợp chập 3 của 30, đúng không? Số cách chọn là 3 từ 30, 3 người từ 30 người, là cái này là số tổ hợp, phải không? Số tổ hợp. Vậy thì cái số phần tử của không gian mẫu của mình ở đây là bằng C3 30. C3 30 chúng ta biết bấm máy không ạ? Bấm nhìn thầy coi kết quả nhiêu. C3 30 nè. Bạn nào bấm nhìn thầy. Dạ 4.000 Rồi thầy cảm ơn. Rồi. À. dạ Bạn nào không biết bấm thì cố gắng là tìm hiểu lại nha. Thì bây giờ mình gọi A là biến cố là ban cán bộ lớp có một bạn nam và hai bạn nữ, một bạn nam hai bạn nữ. Như vậy thì mình phải có hai cái giai đoạn là mình phải, tại mình chọn ba người mà có một nam hai hai nữ, vậy thì mình chọn một nam rồi sau đó mình chọn hai nữ. Mặc dù ở trên đây nó là chọn cùng lúc, nhưng nghĩ cái chọn cùng lúc này đó thì nó bao hàm ở trong đây đó là phải là gì, có hai giai đoạn, mình hiểu ngầm như thế. Tức là một bạn nam, mình chỉ chọn một bạn nam trong số 20 bạn nam thì thôi, chứ chọn một bạn nam sao mà chọn trong 30 người được, đúng không? Chọn bạn nam thì trong 20 bạn nam thì có 20 cách, đúng không? Có 20 người mình chọn một người thì hiển nhiên có 20 cách rồi. Đó. Thì có bạn ghi 20 cách thì cũng được, nhưng mà cũng có bạn ghi máy móc là C120. C120 thì nó cũng bằng 20 thôi, gì đó. Đấy không? Đấy, thì chọn ngẫu nhiên hai bạn nữ trong số 10 bạn nữ thì có C2 10 cách. Thì cái này mình ghi C210 luôn cho nó dễ hình dung, chứ mình tính ra luôn thì nó khó hình dung. Mình ghi C210 này mình biết là đây là số tổ hợp chập 2 của 10. Đấy, người ta sẽ dễ theo dõi hơn. Đó, như vậy thì xác suất của biến cố A xin lỗi, số phần tử của biến cố A. Số phần tử của biến cố A tức là số cách chọn hai ba người mà trong đó có hai nam một nữ, đúng không? Xin lỗi, một nữ hai nam, xin lỗi, một nam hai nữ, nhầm qua.
Đấy, tức là mình chọn ba người mà trong đó có một nam hai nữ nè. Đấy, là theo quy tắc nhân các em, theo quy tắc nhân mình sẽ lấy cái số ở giai đoạn thứ nhất nhân cái số giai đoạn thứ hai. Như vậy thì ở đây nó sẽ có là gì? 20 nhân cho C20. Được chưa? Đấy, như vậy thì xác suất của biến cố A là mình sẽ lấy con số 20 nhân C20 này chia lại cho C3 30. Và bấm máy tính ra thì mình được kết quả. Thì cái bài này là một cái bài điển hình cho cái ví dụ về mô hình đồng khả năng đấy em. Thấy không? Các em lưu ý. Rồi định nghĩa tiếp theo là định nghĩa theo cái quan điểm thống kê. Định nghĩa theo quan điểm thống kê là khi mà mình thống kê các cái lần mà mình thí nghiệm á, hay là tiến hành phép thử đó. Mình tiến hành phép thử đó nhiều lần và mình sẽ đếm đi 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 đếm cái số lần xuất hiện của biến cố A trong đó. Bây giờ mình giả dụ mình muốn tính xác suất của biến cố A đúng không? Thì mình tiến hành phép thử đó n lần, rồi sau đó là mình sẽ đếm số lần xuất hiện của biến cố A. Cái mình sẽ tính cái tần suất, đúng không? Ví dụ như mình muốn coi coi là bây giờ xác suất rồi bây giờ mình trong cái một cái kho hàng, trong cái kho hàng của mình đó là nó có tỷ lệ phế phẩm là bao nhiêu. Bây giờ mình chưa biết là trong kho hàng mình có bao nhiêu sản phẩm và bao nhiêu phế phẩm. Đấy. Cho nên bây giờ mình phải tiến hành phép thử như thế này. Đó, tức là mình sẽ lấy ra 1.000 sản phẩm. Đấy không? Lấy ra 1.000 sản phẩm. Lấy ra 1.000 sản phẩm này thật chất là mình có thể lấy lần lượt cũng được. Đó, chẳng hạn như là mình lấy ra một sản phẩm đi. Bây giờ một sản phẩm này. 1.000 lần. Lấy ra theo kiểu có hoàn lại nha. Đây là có hoàn lại. Có bằng lại. Bây giờ nếu nếu mà mình lấy được phế phẩm á, nếu được 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 xe được phế phẩm, thì mình sẽ ghi số 1, ghi số 1. Còn nếu mà được chín phẩm á, được chín phẩm, mình sẽ ghi số 0. Đúng chưa? Đấy. Rồi sau khi mình tiến hành, giả sử như đây mình sẽ tiến hành, mình sẽ đếm được, chẳng hạn như đếm được 25 số 1. Đấy. Như vậy thì cái FN của mình, tức là tần suất xuất hiện của biến cố A, biến cố gặp được phế phẩm, thấy không? Biến cố A, biến cố A là gặp được phế phẩm. Gặp được phế phẩm này, biến cố này nó cũng chính là bằng cái, nó chính là gì thì cái xác suất của biến cố A này mình còn gọi là tỷ lệ phế phẩm. À, nhưng mà do chỗ này đó là ở trong cái kho hàng này mình không biết nó có bao nhiêu sản phẩm và nó có bao nhiêu phế phẩm, cho nên mình không có tính được cái BA này. Đó, cho nên người ta mới là làm thế này. Bây giờ mình sẽ lấy ra một sản phẩm. Thế nào làm? Nhưng mà mình lấy ra có hoàn lại nha, lấy qua có hoàn lại thì nếu như mình được phế phẩm thì ghi số 1. À, thì FN của mình ở đây là mình sẽ là 25 chia cho ngàn. À, tức là bằng 0,025. Đấy. 0,025. Đấy. Thì gì thì cái FN này, em xin lỗi, cái này nó trên đây nó ghi là FA, cái nó phải F nào FA. À, thì FA này nó gọi là tần suất xuất hiện của biến cố A. Mà biến cố A của mình nó chính là biến cố là gì? Có khi mà mình lấy ngẫu nhiên ra một sản phẩm thì được là phế phẩm. Vậy thì xác suất của biến cố A là
Do cái số N này khá lớn thì mình có thể soi coi cái số 0,25 này chính là xác suất của biến cố A, và nó còn gọi là tỷ lệ của cái phế phẩm. Đấy không? Đấy là cái cách tính theo cái quan điểm thống kê các em. Thì lấy ví dụ như thế để cho các em hình dung cách tính xác suất theo quan điểm thống kê ha. Thì chỗ này là cái bài giảng của thầy về quan điểm thống kê là các em đọc và tham khảo. Giờ tiếp theo là định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học. Thì bây giờ đó là quan điểm hình học là cái không gian mẫu của phép thử á. Omega này nó là một cái miền hình học. Mà mình biết miền hình học đó, thì cái số phần tử của nó là vô hạn, không đếm được. Ví dụ như mình nói là một cái mình chọn còn ngẫu nhiên một con số trong khoảng 0,1, chọn một số thực trong khoảng 0,1 này, thấy không? Đấy, chọn một số thực trong khoảng 0,1 này, số thực ít nào đó nằm trong khoảng 0,1 này. Đó, bây giờ tính xác suất được một số là gì? Được một số nhỏ hơn 0,5. Đấy. Thì cái này là mình sẽ tính theo quan điểm hình học. Đúng không? Đấy. Thì cái số ít mà nhỏ hơn 0,5 á là nó đi từ cái số 0,5 này, nó từ 0,5 này đảo về sao? Đấy, 0,5 thì sao đảo làm sao, và cái đoạn từ cái 0,5 này nè đảo đến cái số 0 này là nó bằng 0,5 luôn, đúng không? Cái độ dài nó là 0,5 luôn. Còn cái khoảng là từ 0 đến 1 này đó là độ dài nó là 1. Cho nên là xác suất của biến cố A này là nó bằng 0,5 luôn, đúng không? Đấy, thì một cái ví dụ rất là đơn giản về cái quan điểm hình học như thế. Một ví dụ đơn giản tiếp theo là gì? Bây giờ một người mà đến một cái địa điểm, chẳng hạn như trạm xe buýt đi, trong khoảng thời gian mà giữa giữa thời gian thời điểm hai trạm xe buýt, hai cái xe buýt nó đến trạm, à, hai tuyến xe buýt đến trạm đó. Đấy, chẳng hạn như là 11 giờ đến 11 giờ 15. Đến 11 giờ 15 là nó có một cái chuyến xe buýt đến trạm, đúng không? Đấy, bây giờ cái ao này anh đến một cái trạm xe buýt trong cái khoảng thời gian từ 10 11 giờ đến đến 12 giờ. 12 giờ. Còn cái anh này nên chạm xe buýt từ 11 giờ đến 12 giờ. Rồi tính xác suất là cái anh này anh lên xe buýt trước 11 giờ 15. Đấy, thì mình chỉ cần tính trong cái khoảng này á, là thời gian nếu mà mình tính bằng phút á, là nó có 15 phút. Đúng không? Còn trong khoảng từ 11 đến 12 giờ thì nó có 60 phút. Đấy, như vậy thì tính xác suất của biến cố A này mình sẽ lấy 15 chia 60, thấy không? Rồi bằng 1/4. 15 chia 60 phải 1/4 mà. Đấy, một cái ví dụ điển hình cho
Cái phần này nó chính là cái ví dụ mà hai người hẹn gặp đó, ở trong cái giáo trình xác suất thống kê A của thầy đó. Đấy, thì các em có thể đọc lại cái ví dụ này. Đấy không? Đọc và tìm hiểu. Thì ngoài cái định nghĩa xác suất theo các cái mô hình như là đồng khả năng, rồi định nghĩa xác suất theo quan điểm thống kê, rồi định nghĩa xác suất theo quan điểm hình học, nó còn có định nghĩa xác suất theo quan điểm tiên đề nữa em, hoặc là có cái định nghĩa xác suất theo chủ quan nữa, thấy không? Đấy, trong giáo trình của thầy Phạm Đức Thông của trường mình đó, trước đây đó thầy dạy là có nêu cái đó. Thì bây giờ đó là mặc dù là định nghĩa xác suất theo kiểu gì thì cái xác suất của biến cố A lúc nào cũng lớn không nhỏ một, nó phải thỏa mãn cái tính chất này. Rồi các em lưu ý ha, thì khi mà các em đi làm bài tập xác suất mà em ra một xác suất của biến cố A là nó lớn hơn một hoặc nó nhỏ hơn không là em sai rồi. Em sai rồi. Đúng không? Đấy, thì xác suất của biến cố là nó là một số lớn không nhỏ một, nhớ chưa? À, tiếp theo nữa là xác suất của biến cố không là bằng không, rồi xác suất của biến cố chắc chắn là bằng một, thấy không? Rồi xác suất của biến cố đối của biến cố A là nó sẽ bằng một trừ xác suất của biến cố A. Cái công thức này nó hay lắm em, cái công thức này nè, công thức xác suất của biến cố A bằng 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 biến cố đối bằng một trừ cho xác suất biến cố đối của A. Thì công thức này nó hay cái chỗ là khi mà mình tính muốn tính xác suất của biến cố A, nhưng mà biến cố A nó rất phức tạp, nó rất nhiều trường hợp, đúng không? Đấy, thì chẳng hạn như đây, thầy lấy một cái ví dụ đơn giản như thế này thôi, ví dụ đơn giản như thế này đi. Bây giờ đây là không gian mẫu của phép thử nè, ở đây nó có hai biến cố AB nè, biến cố A biến cố B nè, không? Đấy. Đấy, thì bây giờ mình muốn tính cái xác suất của biến cố A hợp B, A hợp B, đúng chưa? Đấy. Thì A hợp B là cái phần này. Đúng chưa? Muốn tính xác suất của biến cố A hợp B này. Vậy thì mình phải tính cái dùng A trừ B, rồi A giao B, rồi B trừ A rồi mình cộng lại. Nhưng mà bây giờ đó là mình tính xác suất biến cố đối rồi đó. Thì ta có là biến cố đối của biến cố A hợp B thì nó sẽ bằng A ngang giao với B ngang. Đúng chưa? Đó. Như vậy thì xác suất của biến cố A hợp B này đó, suất của biến cố A hợp B này nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố đối của biến cố A hợp B. Đúng chưa? Nhưng mà biến cố đối của biến cố A hợp B là chính là biến cố A ngang giao B ngang này. Cho nên đây nó sẽ bằng 1 trừ cho xác suất của biến cố A ngang giao B ngang. Sao? Vậy A ngang giao B ngang nằm đây này. Em chờ thầy tính. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Rồi, tính chất thứ tư là nếu là biến cố A là con của biến cố B, hay là biến cố A kéo theo biến cố B hôm trước đó,
thì xác suất của biến cố A nó bé bằng biến cố B, xác suất biến cố B. Cái công thức tiếp theo đó là cái tính chất tiếp theo đó là công thức cộng xác suất. Thì công thức cộng này thì công thức cộng xác suất này thì buổi sau tiếp đây thầy sẽ nói kỹ lại ha. Và lưu ý là cái này là xác suất của biến cố A hợp B lúc nãy đó. Nếu mình áp dụng cái công thức biến cố đối này thì nó sẽ tính theo bằng gì đây? Nó tính theo là xác suất của biến cố xin lỗi, một trừ cho xác suất của biến cố A ngang giao B ngang, đúng không? Lúc nãy là mình có cái xây dựng công thức này rồi. Tức là mình có thể tính theo bằng công thức ở trên đây hoặc là tính theo cái dưới này được. Đấy. Còn nếu như mà hai biến cố xung khắc ấy, thì cái phần giao này nó bằng không rồi nè. Đấy, thì mình sẽ tính theo công thức ở dưới đây. Và lưu ý là cái dấu cộng này là dấu cộng tập hợp, là dấu hợp phải không? Dấu cộng thứ nhất này là dấu hợp này. Dấu hợp. Đấy. Còn cái dấu cộng này là dấu cộng số. Dấu cộng số. Tại vì xác suất là số rồi. Nếu mà mình ghi BA là gì là số rồi nè. Cái này là số rồi nè. Còn cái này là gì? Là tập hợp, phải không? Ở trong dấu ngoặc là tập hợp. Còn gắn thêm chữ B ở ngoài nữa là mình hiểu nó là số. Và xác suất của biến cố là số, phải không? Còn biến cố là tập hợp. Nhớ vậy là thầy ha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ từ hai công thức ở trên đây mình sẽ suy ra được cái công thức này. À, tức là xác suất của một biến cố A bất kỳ nó sẽ bằng xác suất của biến cố AB cộng cho xác suất của biến cố AB ngang. Thì cái này nó đơn giản như thế này thôi, không đơn giản thế này. Ví dụ như mình có biến cố A nè và biến cố B nè, hai biến cố này nó rời nhau tức là xung khắc đúng không? Đấy, thì bây giờ mình muốn tính xác suất của biến cố A. Xác suất của biến cố A tức là mình tính cái diện tích của thằng A này, tỷ lệ diện tích của thằng A này so với diện tích của thằng Omega, đúng không? Đấy. Rồi giờ tính xác suất của biến cố B. Xác suất của biến cố B cũng là tỷ lệ của thằng B này so với Omega. Đúng chưa? Như vậy thì xác suất của biến cố A cộng B. Xác suất của biến cố A cộng B tức là A hợp B đấy. Tức là hai thằng này nè, hợp của hai này lại thì nó bằng xác suất của A cộng cho xác suất biến cố B thôi. Bây giờ mình lý giải luôn cái công thức cộng này luôn. Công thức cộng này trong trường hợp nó không có xung khắc. Nếu mà nó không có xung khắc thì biến cố A đây này. Biến cố B đây. Bây giờ đây là biến cố B. Bây giờ AB này nó chia nó là 3 phần. Đây chính giữa này mình ghi phần số 2. Đây là thầy ghi phần số 3. Thấy không? Vậy thì A hợp B á, A hợp B mình hiểu đại khái như thế này, A hợp B nó gồm có 3 phần, là phần số 1 cộng phần số 2 cộng phần số 3. Đúng chưa? 1 cộng 2 cộng 3. Như vậy thì mình muốn tính xác suất của biến cố A hợp B này. Rồi mình sẽ cộng cái xác suất của ba cái vùng này lại. Thì lưu ý bên ngoài này của mình đó là gì, là không gian mẫu đúng chưa, không gian mẫu Omega nè đó. Bây giờ mình muốn tính xác suất của biến cố A hợp B này thì mình sẽ tính xác suất của vùng 1 này cộng xác suất của vùng 2 này cộng xác suất của vùng 3 này, không ba vùng này. Đấy, đây là mình tính bình thường như thế này. Bây giờ ba ba mình muốn tính xác suất của A hợp B tức là ba phần này thì mình lấy ba phần này cộng lại thôi. Nhưng mà lưu ý là nếu như mà mình triển khai xác suất của biến cố A này ra thì mình thấy là xác suất của biến cố A này nó gồm có xác suất của cái vùng số 1 cộng cho xác suất của vùng thứ hai, đúng không? Và nếu mà mình lấy cái vùng xác suất của biến cố B này thì xác suất của biến cố B thì nó lại là bằng vùng thứ hai, xác suất của vùng thứ hai cộng cho xác suất của vùng thứ ba.
Vậy thì nếu như em lấy cái BA mà cộng BB này ấy, thì nó sẽ bằng B1 cộng cho B2 hai lần và cộng cho B3. Vậy thì nó dư ra một lần B2 rồi. Đúng không? Đấy. Cho nên là em sẽ suy ra được là bây giờ mình sẽ suy ra được là xác suất của biến cố A hợp B nó sẽ bằng cái gì? Cái BA này nè, em cộng cho BB này nó dư mất hết một phần thứ hai rồi đúng không? Đấy, cho nên nó sẽ là BA cộng cho BB và trừ đi xác suất của vùng thứ hai. Và vùng thứ hai này chính là A vô B á, A vô B phải không? Đấy, tức là BA cộng BB trừ BAB là mình sẽ được cái công thức cộng này. Thế thì cái công thức cộng này áp dụng cho hai biến cố xung khắc thì cái phần a giao b này nó mất tiêu rồi, nó bằng không rồi đó. Cho nên nó còn lại là ba cộng bb thôi đấy. Và từ hai cái công thức này mình mới suy ra được là gì, suy ra được là cái công thức thứ ba, cái chỗ suy ra này đấy. Thì bây giờ mình có một biến cố a bất kỳ thế này đấy, thì bây giờ ghi thêm một biến cố b nữa, biến cố b nữa thì b này nó cắt a làm hai phần. Cái phần này là A B ngang, nó phần số 1 nên mình ký hiệu phần số 1 đó. Rồi chỗ này là A giao B, đúng chưa? Đấy, vậy thì biến cố A này nó sẽ được tách ra làm tổng của hai biến cố là A B ngang cộng cho AB như thế này. Và sau đó là mình lại tiếp tục áp dụng cái công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc này đó, thì mình sẽ có xác suất của biến cố A nó sẽ bằng xác suất của biến cố A giao B cộng cho xác suất của biến cố A B ngang. Và cái này mình chuyển vế đi, mình chuyển vế cái thằng này qua đây, xin lỗi, mình chuyển vế của thằng BAB qua đây, thì bây giờ mình sẽ được là cái công thức thứ hai này, thấy không? Tức là xác suất của biến cố A trừ B bằng xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. Và nếu mà mình thay đổi vai trò vị trí của A với B cho nhau thì mình sẽ được công thức tiếp theo này là B trừ A. Thấy không? Đấy. Thì đây là một số cái tính chất về xác suất của biến cố. Giờ mình sẽ nghiên cứu một số cái ví dụ. Thì bây giờ một bạn đọc cho thầy cái ví dụ số 1 này coi. Đỗ Thị Trúc Lan thưa thầy, trong một thùng có 3 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen giống hệt nhau về kích thước. Lấy ngẫu nhiên 2 quả cầu từ thùng đó, tính xác suất để được A 2 quả cầu trắng, B 1 trắng 1 đen. Rồi, bài này em đọc cho em làm được không? Bây giờ cái không gian mẫu của cái phép thử này là bao nhiêu? Omega bằng 8 thôi. 8. Bây giờ mình lấy ngẫu nhiên từ từ hai quả cầu từ cái thùng này. Cái thùng này có tổng cộng bao nhiêu quả cầu em? Cái thùng này có tổng cộng bao nhiêu Tám quả quả cầu cậu. hả? Tám quả cậu. 8 quả cầu, bây giờ em lấy ra hai quả cầu đó là tổ hợp hay là chỉnh hợp? C28. C28 bằng bao nhiêu? C28 bằng nhiêu, tôi tính được không? Em tám thầy. 28 đúng chưa? Rồi ha, bây giờ em coi lời giải với thầy ha. Bây giờ là trong một cái thùng này nó có 8 quả cầu, bây giờ mình lấy ra hai quả thì số phần tử của không gian mẫu là C28 bằng 28 đúng chưa? Rất chính xác. Đấy.
Bây giờ mình gọi A là biến cố lấy được hai quả cầu trắng ha. Thì số phần tử của A là bao nhiêu? Hai quả cầu trắng mình lấy trong số 3 quả trắng này nè. Thấy không? Lấy trong 3 quả trắng. Thì số cách lấy của mình là gì? Số cách lấy là C23 bằng 3. Đúng không? Đấy, thì gì thì xác suất của biến cố A rất là đơn giản, mình lấy 3 phần 28 thôi. Bây giờ mình sang cái biến cố B. Thấy không? Bây giờ biến cố B là lấy được một trắng một đen. Một trắng một đen thì một trắng là mình lấy trong 3 quả trắng này. Rồi sau đó một đen mình lấy trong 5 đen này, thấy không? Vậy thì số cách lấy nó sẽ bằng là C13 nhân cho C15. Đó, tức là bằng 15. Vậy thì xác suất cần tính chính là 15 bằng 28. Được chưa? Đấy, thì ví dụ 1 khá đơn giản. Đây là ví dụ thứ hai. Bây giờ một đợt xổ số có 10 12 vé mà trong đó có 5 vé trúng thưởng ha. Người người ta mua 3 vé và tính xác suất để người này có ít nhất một vé trúng thưởng. Ít nhất một vé trúng thưởng tức là cái số vé trúng thưởng từ 1 trở lên đúng không? Mua 3 vé mà nó sẽ có từ 1 vé trúng thưởng trở lên. Tức là nó có mấy trường hợp nè. Là một vé trúng thưởng, hai vé trúng thưởng rồi 3 vé trúng thưởng. Được chưa? Đấy, bây giờ mình sẽ gọi A là biến cố trong 3 vé mua được thì có ít nhất một vé trúng thưởng đúng không? Thì biến cố đói của biến cố A là trong 3 vé mua được không có vé nào trúng thưởng. Cái này thì cái ví dụ này là thầy minh họa cho cái công thức là xác suất biến cố đói nha em. Thấy không? Để các em lưu ý về xác suất biến cố đói ha. À, thầy minh họa cho công thức xác suất biến cố đói nè. Thì thay vì mình tính trực tiếp biến cố A, bây giờ mình tính xác suất của biến cố đói của A. Đấy, thì trong 3 vé mà không có vé nào trúng thưởng thì bây giờ ở đây là không gian mẫu của nó là có bao nhiêu phần tử nè. Bây giờ mình mua 3 vé mà trong số 12 vé thì số kết chọn nó là C3 12 đúng không? C3 12. Và trong 3 vé này không có vé nào trúng thưởng hết, có nghĩa là mình đã lấy 3 vé trong số 7 vé không trúng thưởng. Thấy không? 3 vé này mình lấy trong số 7 vé không trúng thưởng. Thì số cái lấy nó sẽ là C3 7. Vậy thì xác suất của biến cố A ngang này nó sẽ là C là 7 phần 44 đúng không? 7 phần 44. Vậy thì áp dụng công thức xác suất biến cố đói mình sẽ tính xác suất của biến cố A. Đấy, xác suất của biến cố A. Thì giả sử như mình không tính thông qua công thức xác suất biến cố đói thì mình tính trực tiếp xác suất của biến cố A như thế nào? Thì bây giờ mình muốn tính trực trực tiếp xác suất của biến cố A. Đây, ví dụ như mình muốn tính chính trực tiếp xác suất của biến cố A tức là mình sẽ có là A1, A2, A3 không? Thì biến cố A nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A1 cộng cho xác suất của biến cố A2 cộng cho xác suất của biến cố A3. Ở đây mình đặt là AI là biến cố có y vé trúng thưởng đúng không? Có y vé trúng thưởng. Có y vé trúng thưởng này trong ba vé lấy ra đó. Thì mình có thể tính trực tiếp như thế này. Tức là mình sẽ tính là bằng xác suất của biến cố A1 tức là một vé trúng thưởng đúng không? Một vé trúng thưởng thì xác suất của nó là C15 nhân cho C27 chia cho C3 12. Rồi xác suất của biến cố A2 tức là có hai vé trúng thưởng thì nó là C25 nhân cho C17 rồi chia cho C3 12 cộng cho là C35 tức là ba vé trúng thưởng C3 12. Đấy, mình cộng hết mấy cái này lại thì mình sẽ được xác suất này. Rồi lấy máy tính bấm thử rồi phải cái này nó bằng số dưới đây không?
Nếu bây giờ mình có thể trực tiếp bấm máy trực tiếp cái này kiểm tra lại này ha. Bây giờ Đúng thì rồi xe anh. ba hả bạn không Đúng em rồi. Bằng rồi. bạn. Có bạn nào không biết bấm máy không? Nếu nào không bấm máy được rồi giơ tay lên thì xem coi. Mình học thì mình phải chịu khó em, đừng có mắc cỡ. Ví dụ như mình không biết thì mình nói mình không biết thôi, đâu có ai mà sinh ra là biết đâu, đúng không? Đâu có ai sinh ra là biết liền đâu, mình phải học hỏi từ từ mình mới biết nhiều. Muốn biết phải hỏi, mà ham giỏi thì phải học cho nhiều rồi. Mình muốn giỏi Thầy mà ơi, em bấm không ra. cứ bấm không ra hả? Dạ, em bấm ra 0,38. Thì cái C312 của mình là mẫu chung nè. C312 của mình là mẫu chung thì mình có thể để nó là C312 ở dưới đi. Tức là mình bấm 13C2 C3 đúng không? Còn ở trên là cái chỗ nào mình đơn giản bớt đi, ví dụ như là C15 là mình bấm số 5 luôn. Tại vì C1 tức là chọn năm, một trong năm thì có 5 cách thôi. Đấy. Chỗ nào phức tạp thì nó bấm như 7C2 này. C2. 7C2. Rồi mới cộng tiếp cho cái gì bên đây là C25 là bằng 10, thầy vì biết nó là số 10 nhưng mà thầy vẫn bấm cho các em tham khảo thôi. Đấy. Còn còn là C17 này chắc chắn là bằng 7 rồi. Đấy, nó đơn giản quá, đúng không? Đấy. Rồi còn 5C3. 5C3. Bằng số này, đúng chưa? Đấy, bằng số này. Đấy. Thì nó là 0,4809 nữa. Đó. Thì có thể là em bấm nhầm ở chỗ nào đó ha. Đấy thì bây giờ mình đã nói về cái xác suất của biến cố kìa. Đấy thì cái bài về xác suất của biến cố là mình tạm dừng ở đây, mình nghỉ giải lao khoảng 5 phút rồi mình sẽ tiếp tục nói về cái phần công thức xác suất kìa. Thì cái bài kiểm thứ hai của thầy là sẽ về định nghĩa xác suất biến cố, xác suất này kia ha, và có một phần là cái công thức xác suất. Đấy, bây giờ mình tạm nghỉ giải lao 5 phút.